Rồi, mẹ cảm ơn con. Nào. Rồi. Măng ở đâu đấy? Ở đâu đấy? Đường vòng à? Chạy nó cứ thế nào chị nhỉ? Chạy kiểu lười lười ấy nhỉ? Chạy nhanh lên. Hôm nay con đi chơi à? Con vui không? Mệt quá đúng không? Con nằm nghỉ đi tí nhá. Ngồi cao đấy hả? Đừng cứ cao đấy con.
Nằm chừng nằm buồn cười quá. Ơi con nằm đấy được rồi, cho nó nằm đi.